Xin chào buổi sáng chủ nhật đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng và chúng ta đang có mặt ở đây là khu Đại Thế Giới, và ngày nay là khu trung tâm văn hóa quận 5. Đại Thế Giới ngày xưa, và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành, quận nhất. Rồi bên đây là đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú, Rạp Hậu Quê. Rạp Hậu Quê bên kia đường Nguyễn Hoàng nè, đường Nguyễn Hoàng một chiều. Và sáng hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang trên con đường Đồng Khánh năm xưa, cũng là Trần Hưng Đạo B ngày nay, để đi đến cái hẻm 202 Trần Hưng Đạo. Và cái hẻm này cũng có tên là hẻm Hào Sĩ Phường, một cái hẻm mang đậm phong cách của Hồng Kông. Cái hẻm này cũng rất là đẹp, rất là xưa cổ ở Sài Gòn, những cái hình ảnh rất là đậm chất Sài Gòn Chợ Lớn. Và chúng ta có bên đây, mình có thấy cái hẻm khu dân cư 4A 4B, đi thẳng qua bên kia. Ôi, tai nạn, anh chở hàng chắc anh chạy quá nhanh hay sao, thắng không kịp, té ghê quá. Nhưng mà không sao, đi tiếp. Chúng ta tiếp ha. Và hẻm này thẳng bên kia là đường Nguyễn Trãi đó, và trong đó có một cái quán cũng rất nổi tiếng, đó là quán gà hấp muối Lão Mã đó. Cơm gà Lão Mã, hẻm 418 Trần Phú, nơi đó có chùa Quang Minh. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Và cái hẻm Hào Sĩ Phường này, trong đây có một cái quán hủ tiếu. Và sẵn đi vô quán hủ tiếu thì em mời các anh chị các bạn chúng ta cùng thưởng lãm hình ảnh ở Sài Gòn ngày cuối tuần. Và hôm nay có sự tham gia của Nị đây, nhưng mà bạn đồng nhỏ thì đi ăn phở rồi. Bạn đồng nhỏ hôm nay đòi đi với ông ngoại, nên thành ra hai giọng riêng mình thôi. Phải có chú sửa xe máy. Chó khùng. Đây là chung cư, nhưng mà ngày nay thì có một phần chung cư đã không còn. Chung cư rất là xưa cổ, chung cư nằm cặp bên hông Đại Thế Giới đó. Kế bên hông Đại Thế Giới có cái hẻm để đi ra bến Hàm Tử. Ta nhìn bên cánh phải là có, đó là con đường Trần Xuân Hòa nè. Bên đây thì có một cái nhà hàng, cũng quán ăn cũng nổi tiếng nè, quán ăn Cửu Long nè, bên tay phải nè, Cửu Long Quán. Mình đi ra đây mình cảm nhận được cái không khí Tết ở Việt Nam cũng đang đến gần này nè. Chú để con chó, chú đi vòng vòng. Chắc chú lụm dẻ chai. Và cái hẻm này cách Đại Thế Giới khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Chúng ta
đứng ở đây là giao lộ đường Ngô Quyền nè, nó thẳng bên kia, qua bên kia là đường Nguyễn Trãi rồi tới nhà thờ ngã sáu. À, cái cây đó đó, già đó đó, cây thiệt cây giả hả? Không biết. Đẹp quá. Nhà này kiểu xưa lắm rồi. Kiến trúc rất là xưa cổ ở Sài Gòn. Rồi, chúng ta đợi đèn đỏ xíu nha. À, thẳng hướng này ra đường Bến Hàm Tử ngày xưa nè. Bây giờ đây lộ Võ Văn Kiệt. À, cái nhà này bỏ hoang rồi. Gần đây thì có gặp Lệ Thanh, bên bên trái, mà bây giờ cũng bỏ hoang luôn rồi. Và bây giờ có rất nhiều cái công trình nhà xưa của ngày xưa hiện không còn hoạt động nữa. À, ở đây mình thấy có một dãy nhà rất là đẹp luôn nè. Bữa mình đi đường Đồng Khánh ban đêm, hôm nay chúng ta sẽ đi ban ngày để mình nhìn thấy những hình ảnh này nó rõ nét hơn. Đối với ngày xưa thì con đường này, ngày xưa thiệt là xưa luôn, con đường này là cái đường này xe lửa đi thẳng từ công viên Ban Chính đi đến Sài Gòn Chợ Lớn về Mỹ Tho luôn đó, và hẻm Hào Sĩ Phường của chúng ta. À, bên đây là 206 chứ không phải là 204, 202 anh em nó nhầm. À, đầu hẻm có bảng là Hào Sĩ Phong. À, Hào Sĩ Phường, Hào Sĩ Phường. À, mình đi qua đường ha. Chúng ta nhầm qua đường đi. Mà đợi đợi đầu qua ngang đường còn đợi. Xuống dưới kia kìa. Rồi, đi qua đường thôi. Rồi, chúng ta vô khám phá hẻm này. Em đi Hồng Kông, đây hôm nay em đi Hồng Kông. À, hẻm đi dưới một cái dãy nhà ở trên lầu. À, để chúng ta lên lầu nhìn nha, lên lầu. À, lên lầu mình nhìn cái toàn cảnh của hẻm nè. Vô hẻm là mình nghe mùi nhà, mùi nhang rất là đậm chất Chợ Lớn. Ở đây hồi đó có quay phim đó. Nè, có rất nhiều du khách tới nè. Ồ. Ồ, nhà rất là xưa rồi. À, đứng đây đi. Ồ, tới đây mà không chụp hình thì rất là uổng ha. Rồi. 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 Mình sẽ đi một vòng. Nhưng mà ở đó bị ngược nắng nè. À, những ô cửa là một nơi tham quan cũng rất là thú vị, rất là đẹp. Một trong những hẻm hiếm hoi ở Sài Gòn. Lại ơi, nãy ngủ nó
chúng ta có về Sài Gòn thì mình đến đây để tham quan chụp hình rồi. Không nhìn thấy được. Rồi, đi tiếp tục. Đây có chị bán cà phê. À, đang ngủ một phê mát à. Em làm phiền anh thì anh chụp xem kiểu ảnh ở trên này được. À được. Nhưng mà nó bị chói nắng, ngược nắng em. Nó chỉ chụp. Đây. À, anh chụp ngang mày giúp em được không? Nghiền. Chụp lấy chân luôn không? Hả? Lấy chân luôn hả? 1, 2, 3. Rồi, xem lại. À, và cuối hẻm có cái quán hủ tiếu nè. À, rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống dưới ăn hủ tiếu ha. Đó. Hủ tiếu mì ở cuối hẻm. Nè, chụp anh đang chấm tấm chụp nha. Hảo lần, hảo lần. Đây. Rồi. Rồi, chúng ta xuống dưới ăn sáng nha. Có đường xuống không ta? Đi đầu. Bạc nói tiếng Hoa được nữa. Mà vô đây nghe tiếng gà gái. Ở đây cũng là một trong những điểm mà anh chụp em nhìn em chân em có một khúc hà. Tại con khúc đầu dài không biết sao kéo nữa. À, đây có trồng cây bông giấy rất là đẹp nè. Hẻm này chỉ nhà này có một lầu. À, chúng ta đi xuống dưới, đi dưới hẻm nha. Ra đường Trần Xuân Hòa. À, ta vô ăn hủ tiếu nha. À, hủ tiếu mì ở số nhà 29. À, ngoài cũng được nè, ngoài cũng được nè. À, đây có mì. Con mì có bún gạo, hủ tiếu dai. Hủ tiếu mì khô, cái hủ tiếu dai cái mềm này. Hủ tiếu mì dai khô, tẩm mà xương. Phải xắt xíu. Xắt xíu. Xắt xíu ha.
không mà thôi thập cảnh luôn, thấy đầy đủ. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, đầy đủ á. À, con một cái mì cật đi. Mì cật khô dạ. Nước. À, nước. Nước ha. Dạ. Lấy sợi mì lớn nha. Rồi, mì lớn nước cật. À, hủ tiếu mì khô dai. À, đây là tiệm mì Minh Ký. Có rất là lâu đời ở đây. Nhìn cái bảng hiệu là mình biết nè. Ở chữ Hoa là chữ gì con? Rồi, hai cái mì lớn ha. À, hủ tiếu mì lớn dai khô. Ở đây có xương xá xíu thập cẩm hoành thánh tôm cật hải sản 35-40 ngàn, có cua Cà Mau nữa. À, rồi ba vô đây ngồi nha. À, đây có trồng cây trồng hoa nữa nè. À, sớm hẻm buổi sáng rất là nhộn nhịp. À, những ngôi nhà xưa xưa hiếm hoi ở Sài Gòn, một dãy phố Hào Sĩ Phường. Mà để hỏi cô Hào Sĩ Phường nghĩa là gì? Vậy hả? Ở đây người trong xóm không cửa nẻo gì? Không cần đóng cửa luôn. Ủa cô đây Hào Sĩ Phường nghĩa là gì hả cô? Hả? Hào Sĩ Phường nghĩa là gì? Ở đây còn, tên của khu này á. À, tên của khu chung cư này. Nhà. Yeah. À, đây cô này là mì khô hả? À, mì khô có chén nước lèo. Không đầy đủ là có cật con là cật không thôi. Đây hàng tới rồi đây. À, tô mì cật. À, mời các anh chị bạn ăn sáng nha. Hôm nay mình thưởng thức một cái món hôm qua mình ăn mì tàu ở Cầu Kho, hôm nay tiếp tục mì tàu ở Chợ Lớn. Nhìn rất hấp dẫn à. Mà giá thì chỉ có 35 ngàn thôi. Sao biết? Đằng kia để đó. Bán giá 32 ngàn, 35 ngàn, 40 ngàn. Thành phần ở đây gồm có cật. Ê, thô anh có cật hết. Này tóp mỡ. Ăn hủ tiếu tàu là không thể thiếu tóp mỡ được. Đặc trưng của tô hủ tiếu, chân của món hoa, tất cả các món hoa luôn nè, rất là nhiều dầu mỡ. À, đây có rau, không có rau, thêm một chút giấm, thêm chút giấm xíu xíu rồi, thêm một chút nước tương. À, đây giá cũng rất là bình dân. À, rồi thành phần của này nè. Hủ tiếu mì, hủ tiếu mì khô, thập cẩm trộn lên. Mình đi đây giống như là mình đi khu Chinatown ở Singapore vậy. Trong xóm nhỏ đó. Mà nguyên cái xóm này chỉ có một cái quán Minh Ký này thôi à. Khi mà ông ta tới đây thì không thể bỏ qua quán này ha. Tóp mỡ rất là giòn nha. Nghe nghe giòn rụm luôn á. Con mì rất là ngon. Thử miếng cật nha. À, mời các anh chị và các bạn nha. Ở đây mình có thể cảm nhận được cái sự lâu đời của quán này thông qua những cái kiến trúc nhà lẫn cái tên biển hiệu.
cực rất là giòn. Ủa sao cực giòn vậy ta? À, không nghe mùi. Em uống nước gì không em? Cái này có trà sữa, có nước ngọt, có cà phê, em uống nào? Cho nước ngọt đi. Cho con nước ngọt. Chai coca. Chai coca. Dạ. Dạ. Ồ, cái cực này đặc biệt á. Lần đầu tiên em ăn cái cực mà giòn như thế. Mình thêm nước lèo thế nào. Rất là ngọt. Ngọt xương nha, chứ phải ngọt đường. Cô này sao? Ngon mà. Ngon ăn thử miếng tôm này coi. Để em ké cảm nhận cho bà con cùng xem nha. Một miếng nhỏ thôi, không dám miếng lớn, ngại. Ồ, cá rất là thơm ha. Hợp cẩm thì có cá viên nè, có tôm nè, có cật nè. Hồi đầu tiên em ăn hủ tiếu khô á. Có màu, màu là hủ tiếu Nam Giang với cái màu tương đen. Đây cật khô ngon nè. Nó giòn, đặc biệt hơn mấy chỗ khác. Đây xế xế tôi có bán trà sữa em trai. À, xế xế hả? Dạ. 1 giờ là có bán. 12 giờ có luôn. À, chỉ buổi sáng bán đồ ăn sáng. Xế xế trưa là có trà sữa. Ở đây hả? Không có màu như chỗ kia mà lại có gì. Để em thử nha. Thử nữa hả? Thử miếng hủ tiếu thôi coi sao. Không có gì. Sẽ thử miếng. Thử miếng nha bà con, đừng làm nha. Cảm nhận để bà con cùng xem. Hủ tiếu khô được chọn bởi một cái gì đó rất là cay cay, sa tế giống sa tế gì đó. Giống như là người lại thơm mùi dầu. Rồi để bây giờ chúng ta sẽ thôi mình tạm dừng tí xíu nha, tạm dừng chút xíu để em ăn rồi hồi nữa có gì mình chia sẻ tiếp. Xong tô mì thì mình đi cảm thấy thiếu thiếu nên thành ra kêu thêm một phần cật để thưởng thức thêm. Mình thấy cật ở đây nè, nhìn thấy hấp dẫn chưa, miếng cật rất là lớn. Hành, tiêu, sôi sùng sục, khói bốc lên cao. Nếu mà trời mưa trời lạnh mà mình ăn cái tô này là ấm lòng chiến sĩ luôn á. Em mời anh chị bạn nhé. Ở chung đi. Mình ăn cật nhiều vô. Chị. Hả? Chị. Nghe nói cật nó cũng bổ cái gì đó. Ăn chứ em không bổ. Cái gì? Chứ em không bổ hả? Mình đã ăn nhiều vô, nó cũng tốt. Hào ra, hào ra, củ len à. Củ len là đẹp rồi. Như là hảo à? Hảo, hảo. À.
Đó, một số hình ảnh ở hẻm Hào Sĩ Phường và một số hình ảnh ở hẻm Hào Sĩ Phường và quán hủ tiếu Minh Ký ở cuối hẻm gửi của chú anh chị và các bạn. Cái dịp chúng ta hãy đến Sài Gòn và ghé hẻm Hào Sĩ Phường, hẻm 206 Trần Hưng Đạo B, rất gần với Đại Thế Giới. Nếu chúng ta muốn đi bộ thì mình sẽ gửi xe ở Đại Thế Giới và đi bộ lại đây, cách Đại Thế Giới khoảng 200m thôi, hơn 200m thôi, bên tay phải. Và quán hủ tiếu rất là ngon nè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần an lành và hạnh phúc. Ngồi này ăn đi. Dữ mái luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.